Nhân cái ngày trời xanh mây trắng nắng vàng của mùa đông năm Covid thứ ba, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu drama hay bão táp mưa sa của bà trùm sao Kê Phương Hằng hay những ồn ào bao lâu bán được 1 tỷ gói mè, vân vân và mây mây, thì ở làng quê Yên Bình nọ, giới trẻ Gen Z đang diễn ra cuộc chiến ganh đua kịch tính và nóng sôi sùng sục. Binh khí giáo mác vũ trang hạng nặng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi tiếng còi bắt đầu là lao vào chiến tới tấp mà thôi. Và cuộc chiến đó là khám phá những bí mật vô cùng bất ngờ mà chỉ những người nảy số cực nhanh mới biết. Ủa, những bí mật đó là gì? Thì ngay bây giờ, 500 anh em hãy cùng nhanh trí lật mở nhé! Đầu tiên là bí mật về logo Facebook, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ. Ở đây còn bạn nào mà chưa bao giờ lướt Facebook không? Alo, không còn ai à? Cũng đúng thôi, còn thì có mà tối cổ à nhở? Điều bí mật đó là gì thì người thông minh nên thong thả vượt qua được thử thách này đã. Lại một lần nữa như chứng minh được là ở đây toàn anh em thông thái thôi. Cái vèo đã tìm ra được một logo khác bọt ở đây rồi. Quá đỉnh! Bạn hãy nhìn ngang nhìn dọc một lần nữa, chữ F to đùng màu trắng của Facebook coi có hiểu thật sự ý nghĩa ẩn sau logo đó không? Vẫn chả hiểu gì đúng không? Biểu tượng chữ F này giống như một người đang cúi mặt nhìn chằm chằm vào chiếc smartphone để truy cập Facebook. Tuy nhiên, thì nhìn tư thế của cái người đang lướt Facebook kia, không sớm thì muộn, phải đi gặp thần y. Nhà tôi ba đời chữa đau nhức trên TV để chỉnh lại cuộc sống là cái chắc. Mình đoán các bạn hay bị bố mẹ mắng là vì ôm điện thoại quá lâu như vậy đúng không? Vậy nên chúng ta muốn đẹp trai xinh gái thì nên sắp xếp thời gian học và chơi hợp lý để có sức khỏe tốt hơn và tránh cận thị các bạn nhé. Tiếp đến là chiếc câu đố khá bất ngờ với cả những ông tổ bà hoàng giải đố cũng phải bối rối. Đó là biểu tượng của Google hay còn gọi là chị Google thân mến. Chào anh em, tôi là chị Google đây. Ê, Xuân, thấy quen không? Không. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đấy, bạn nào mà bảo là không quen thì nói điêu. Chỉ có 7% người có khả năng nảy số đầu óc nhanh, nhìn ra trong 7 giây thôi. Còn bạn? Ái chà, tưởng dễ mà lại khó không tưởng. Đã mỗi chữ một màu rồi, lại cố đổi màu ở đây. Không hổ danh chị Google vui tính, nhìn màu sắc bị đảo lộn. Cứ như là vừa chơi đu quay 500 vòng xong hạ cánh để nhìn mặt đất ý. Không biết bạn nào có cảm giác như mình không nhở? Thả ngay một like đồng cảm nhé. Tiếp đến là màn trình diễn của ông Hoàng nước ngọt mà già trẻ lớn bé gái trai đều biết. Coca-Cola. Một đứa trẻ 5 tuổi còn nhìn ra điểm khác biệt ở đây, dù không uống Coca lần nào. Còn 500 cánh tay của tín đồ hào ngọt đâu rồi? Có cái gì đó rất sai và này nọ. Các bạn nhìn ra chứ. Cà khịa gắt đấy. 5 tuổi hay 50 tuổi thì các cao thủ soi ở đây cũng ăn đứt là cái chắc. Một biểu tượng Coca-Cola thiếu một dấu chấm nhỏ xíu xíu ở đây. Đấy là mình to mồm đoán thôi. Còn các bạn có thật làm được không thì lên tiếng đi. Tiếp đến là thử thách thanh niên cứng vào đời, xem ngay bí kíp. Ấy, các bạn đừng hiểu nhầm, mình không quảng cáo cho Fami đâu nhá, chỉ là hảo Fami thôi. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Nhiều quá, hòa hết cả mắt, lại còn cứ phải gọi là đẹp trai hết nước chấm. Đố các bạn tìm ra được một phiên bản khác bọt đấy. Mình dám cá là dân chơi hệ hảo Fami mà không tinh mắt thì cũng còn lâu mới nhìn ra. Biểu tượng nhà sản xuất đầu chữ Vinasoy không phải hình bông sen và cái cốc không có ống hút đâu à nha. Có bạn nào ở đây thắc mắc hot boy trên hộp sữa là ai? Có ngoài đời thật không bao giờ chưa? Nếu muốn biết bí ẩn đó thì comment chấm hóng để mình giải mã dưới comment nhé. Và tiếp đến là một câu đố chứa cái sự gây nghiện rất chi là mạnh các bạn nha. Ta-da! Sữa Milo thần thánh của chúng mình đây. Mình nói thật chứ, cứ nghĩ đến cái vị mát lành béo ngậy thơm lừng là lu mờ hết tâm trí rồi. Ai mà biết nhà sản xuất lầm lỗi một cái nào ở đây chứ. Đừng bảo với mình là nãy giờ bạn đang cố nhớ lại hình ảnh của hộp sữa quen nhãn mặt này nhé. Ở đây có một hộp sữa pha ke lòi mắt, hình mấy cây lúa mạch bị thiếu và đặc biệt là chữ Nesty của nhà sản xuất bị viết thiếu chữ L. Nước đi pha cây này, các cao thủ phải xem lại bản thân chưa? Lần sau đi mua sữa nhớ soi cho kỹ nha. Chưa hết bất ngờ đâu, bây giờ mới là một bí mật sững sờ con cá cờ dành cho dân chơi hệ hảo tiền nhé. Đấy, cứ nhắc đến tiền cái là mắt cứ sáng rực như đèn pha ô tô ấy các bạn ạ. Phép màu thế cơ chứ lị. Mặc dù chỉ là 2K, nhưng chỉ ai có đôi mắt thần như Na Cha thì mới thấy tờ tiền nào không thật nhất đó nha.
Nếu bạn tìm ra, bạn sẽ biết được nguồn gốc bí ẩn của những cô gái in trên tờ 2K là gì đấy nhé. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có. Tiền 2K thật thì các chi tiết này phải hoàn hảo, không bị mất một người công nhân thế này đâu nha các thánh soi. Không ít bạn có thắc mắc về ba cô gái đang làm việc hăng say trên tờ tiền 2K, nên mình đã nhờ các cô nan mạng mở một cuộc truy tìm sự thật các bạn ạ. Họ là những cô gái được chụp thật tại công ty cổ phần dệt may Nam Định. Đến nay chẳng biết họ còn trẻ hay đã già, thậm chí chẳng ai nhớ mình là ai trong đó. Nên thôi đoán ra đoán non làm gì, ít ra chúng ta cũng biết được sự thật rồi. Và ngay sau đây là một sự nhận diện vô cùng rùng mình. Bạn nhớ chuẩn bị tinh thần trước khi xem tiếp. Quái vật khét tiếng nhất trong làng quái vật, một con rắn đầu người tên Medusa siêu to khổng lồ kinh dị. Tương truyền ai nhìn chằm chằm vào mắt ả sẽ bị hóa đá. Sự thật là gì? Bạn nhìn và tìm ra một hình khác nhất đi, coi bị không? Ê, đường đường là một nữ quái dương cùng càng đét thế kia mà không có dây cung. Sai rồi, các bạn có phát hiện ra như mình không? Hay phát hiện ra một lỗi sai nào khác nữa? Comment ngay để điểm danh nhé. Trước khi đến với câu đố ẩn chứa bí mật mà 101% anh em thắc mắc thì các bạn cho mình hỏi nhỏ, các bạn có thích ông già Noel không? Có à? Vậy thì đố bạn soi ra được một ông có cái gì khác rồi sự tích ông già Noel sẽ được hé lộ nhé. Nghe tin ông già Noel là tâm hồn mình bỗng thấy xốn sang. Ấy thế mà, vẫn đập tan được thử thách trong tích tắc. Ở đây có một chiếc ông già Noel dởm nè, không có cặp kính trắng huyền thoại, đã thế lại mất một món quà so với mấy ông còn lại nha. Còn bây giờ, bạn sẵn sàng đến phần kể lể về sự tích của ông già Noel chưa? Nói thật với các bạn, mình đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm hiểu về ông già Noel đấy. Ông già Noel cưỡi tuần lộc bay khắp trời không có thật, mà chỉ dựa trên câu chuyện có thật về một người tên Nicholas vào thế kỷ thứ tư ở Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Ông là người giàu có và tốt bụng, thường xuyên tặng quà cho con cháu mỗi dịp Noel. Bên cạnh đó, còn một vài truyền thuyết thú vị khác, mình sẽ kể lể bên dưới comment, các bạn theo dõi nhé. Người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ở đây có mỹ nhân rồi, nhưng mình chưa biết là có anh hùng nào không các bạn nhở. Chỉ những bạn thực sự có thị lực hoàn hảo mới nhìn ra một mỹ nhân Mona Lisa khác bọt nhất thôi. Đúng là khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá thì không thấy đẹp nữa, vì hóa ra bắt được một đống lỗi các bạn ạ. Bản gốc nổi đình đám của Mona Lisa trên thế giới không hề có lớp mày, kể cả nhạt màu nha. Ủa, cái đẹp ngày xưa lạ lùng thật. Đã bảo là không say không về rồi, nên nhân ngày hôm nay, nếu chúng ta cùng vượt qua được một vài câu đố chùm cuối này, chúng ta sẽ là huynh đệ, hảo bạn nhé. Cực mặn, chỉ với vài giây, thách bạn nhìn ra tất cả những điều bất thường trong bức ảnh này. Có tận 6 điểm khác nhau, rõ là tức. Mình chắc chắn nhìn thấy mấy thứ rất chi là lạ lùng luôn. Thế mà mình đã bị vượt mất cơ hội chiến thắng ở thử thách này, nhất định sẽ chinh phục thử thách còn lại. Có hai khuôn mặt người ẩn giấu ư? Chỉ dành cho dân play hay IQ vô cực đây rồi. Các dân play hay đẹp tưởng tượng ra chưa? Comment solo nếu nhanh hơn mình nhé. Ok, những vị trí có hình dáng khuôn mặt người ở trên lưng con chó đốm và trên bức tranh treo tường nha. Ngày hôm nay, chúng mình vừa luyện cơ mắt và tốc độ phản xạ của não bộ, đồng thời khám phá ra được một vài bí mật vô cùng bí mật mà không phải ai cũng biết. Bạn cảm thấy bản thân mình thông minh hơn ngày hôm qua khi biết được những điều ấy không? Comment chia sẻ với chúng mình nhé! Đừng quên thả nhẹ tay xinh vào nút like, share video, đăng ký kênh để tạo động lực cho Nhanh Trí sáng tạo ra những video chất hơn nữa nhé! Mọi